Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm 2024, mình đang có mặt ở địa chỉ cửa hàng HT Camera ở địa chỉ 174 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đi bẻ ngô ở trên nương về bán ngô đi, làm con GoPro 12 này quay phim cho nó đỡ rung lắc. Thế những người anh em có cái bụng tốt đây giới thiệu của cái con này nó rung lắc là không có, tức là nó chống rung tốt lắm nhá. Đi xe thả vào ổ gà, ổ trâu, ổ voi nhưng hình ảnh không rung lắc. Thế nên là có nhiều khả năng là coi như Trần Văn Chốt GoPro 12 này. Đấy. Đây. Thì ở đây có hai cái micro mà hai cái loại này cũng đặc biệt phết, nhưng mà giới thiệu với lại quý vị và các bạn, một loại là không lông và một loại là có lông. Đấy. Những quý vị và các bạn mà ai mà đã đi tàu hỏa mà đi qua ga Hà Tĩnh thì không ai là không biết đến nhá. Người dân ở đấy người ta bán trứng vịt lộn, hột vịt lộn đấy, người ta giao là 14 thì không lông mà 16 thì có lông. Đấy, thế còn ở đây thì hai cái micro này là micro có dây em nhỉ? Micro không dây. Đấy, không dây. Đấy. Thế là cái này là vô tuyến nhá, vô tuyến. Đấy, nó phát sóng. Nhưng còn hữu tuyến là có dây. Đấy, nên cái này là vô tuyến. Đấy. Thế cái loại này là không lông này. Đấy. Loại này không có lông thì rẻ hơn à? Cái cục đó là anh sử dụng gắn cho điện thoại, mà cái cục này á nó sẽ thu mà nó kết nối này thì nó truyền thanh vô điện thoại. Thế đây mới là cái micro. Micro này cái này là cái thu. Cái này là cái thu của cái micro. Thế cái micro không lông đâu? Vẫn được. Cũng có thế đâu, cho giới thiệu luôn. Đây, đây là cái loại micro có lông. Cái lông này dùng để lọc gió. Lông này dùng để lọc gió. Đúng rồi. Thế thì cho hỏi người bán hàng, thì người bán hàng có biết cái lông này là lông gì không? Nguồn gốc xuất xứ của cái lông nào? Lông này nó là lông Peter thôi. Mấy cái dạng lông gì? Mấy cái dạng sợi ni lông á. Cái này đây anh chủ cửa hàng này anh bảo cái này sợi là ni lông thôi. Sợi ni lông. Đúng rồi, sợi ni lông để mà đến anh gắn như này nè thì nó sẽ hỗ trợ anh phần, ví dụ anh nói chuyện á, ngoài trời gió quá nhiều thì anh gắn này vô để hỗ trợ lọc gió. Lọc gió. Rồi. Nổi tiếng. Ví dụ mà anh quay trong nhà thì không cần tới cái bông này. Anh chỉ cần cục này thôi. Thì nói chuyện bình thường. Thế hiện đại nhỉ. Đấy. Thế là rất chi là hiện đại nhá. Đấy, quý vị và các bạn trên giải đất chữ S mà có nhu cầu sử dụng những cái micro nó lọc được tạp âm. Đấy, nhờ vào cái hệ thống lông này thì liên hệ với lại anh chủ cửa hàng. Anh có thể cho biết số điện thoại để mọi người Trần Văn chốt những sản phẩm của bên anh không nhỉ? Dạ rồi, thì nếu mà mọi người quan tâm á, mọi người có thể liên hệ với cái số em sẽ lấy một cái hotline. GoPro. Đây là cà phê ship bên em. Đấy, đây GoPro đây. Đấy. Đây. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là cái cà phê ship. Địa chỉ phân phối GoPro. Anh này không phải là anh ấy phân phối nguyên GoPro 12 đâu, anh ấy phân phối các model luôn. Nhiều lắm. Nhiều lắm nhá. Thế mà những cái phụ kiện như vậy. Ở đây cho cái số điện thoại đâu? Dạ, đây. Đây là cái phần số điện thoại. Đây là số hotline, số điện thoại, số điện thoại và cả cái Zalo bên đây luôn. Cái chữ này nó bé quá, em có thể đọc lên để cho mọi người số điện thoại là 0942 333 069. 0942 333 069. Đúng rồi. Số điện thoại để các thượng đế gửi chọn niềm tin khi Trần Văn Chốt những thiết bị quay video. Điển hình là GoPro. Đấy. Đây, đã giới thiệu với mọi người về cái thiết bị micro, cái loại mà có lông. Đấy, loại không lông thì rẻ hơn, cái loại có lông này thì bao nhiêu tiền? Nó lông này nó đi theo bộ. Combo luôn. Đấy. Thế là có combo nguyên cái bộ micro có lông thì bao tiền này em? Bộ này nó là 1,7 triệu, một mới nó là 2,8 triệu. Bộ này là đã qua sử dụng. Dạ, đã qua sử dụng là 1,7 triệu đồng. Thế còn hàng mới đét đen đẹt bóc ni lông là 2,8 triệu đồng. Đấy,
ở đây là có bao ship rồi, ở những người ở nơi khác người ta mua thì có bao ship. Cái này bên em giảm tiền tiếp mình vào giá nó sẽ ưu đãi hơn. À. Về phí ship thì bên em liên kết bưu điện nên phí ship cũng rẻ nên là khách hàng thanh toán giúp em phòng phí ship. Thế là tức là cái này đã qua sử dụng nhưng mà đã qua sử dụng vẫn có bảo hành. Dạ, vẫn có bảo hành cho mình. À đấy, vẫn có bảo hành nhá. Quý vị và các bạn lưu ý hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn có bảo hành như hàng mới luôn đấy. Đấy. Thôi thì hôm nay thì bán ngô bán khoai lên chỗ này để sắm cái GoPro những chia sẻ với lại quý vị và các bạn trên giải chữ S một cái địa chỉ HT Camera đấy là nơi các thượng đế gửi chọn niềm tin khi Trần Văn chốt những chiếc quay như thế là thiết bị để quay phim chụp ảnh nhá. Trân trọng cảm ơn mọi người, thân ái chào tạm biệt, merci beaucoup.